Vi phạm luật lỗi gì vậy anh? Hả? Anh vi phạm lỗi gì vậy anh? Dạ. Không. Không. Bây giờ là 12 giờ 10 phút anh. Dạ. Không, cái này là tài sản của em mà anh mượn cái gì? Tôi mượn điện thoại thôi. Không có được. Hả? Tài sản của em mà anh mượn cái gì? Bây giờ anh mượn điện thoại em á. Không có được. Tài sản của em mà anh mượn cái gì? Dạ. Nhưng mà trước tiên anh nói được cái lỗi của em, anh nói anh là cứng chứ hậu không đúng kết cấu xe đúng không? Dạ. Đây, nếu mà anh nói là kính chứng hậu không đúng cái cấu xe, anh kêu xe nâng lại đi rồi một ngày em chỉ cho anh bao nhiêu xe. Anh làm gì? Xe làm chi? Hả? Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Tự nhiên anh lại em show em làm sao, em đâu có làm lỗi gì đâu mà tự nhiên. Làm gì vậy? Ây da. Nè, anh là công an giao thông, anh nói luôn chuyện đâu có bản tên của anh đâu. Cái bản tên của anh đâu, anh làm gì, anh nói có bản tên. Nè, các chú các bác coi giùm con nha. Đây nè, con đi làm về nha, nè, xe con như vậy nè. Mà anh nói là xe con gắn khí hậu không đúng kết cấu xe, nhưng mà con chạy với tốc độ chưa được 40 nữa. Đó, các chú các bác bình luận giùm con nha. Cái bản tên của anh nên làm việc, anh không có bản tên sao mà anh làm việc. Cái chuyện mà anh show em là cái chuyện không được rồi đó. Không có kiếm chuyện như tự nhiên anh lại show em là cái gì đâu, cái này là lời, cái này là tài sản của em. Vô lời đứng, rồi, okay. Không làm cái gì hết đó. Anh vô lời đứng. Anh làm gì vậy? Bây giờ tôi yêu cầu về cơ quan. Anh làm gì vậy? Đây. Anh làm gì vậy? Giấy tờ bằng lái của anh. Rồi, giấy tờ này bằng lái anh đầy đủ. Phương chứng hậu không? Tôi không có kiếm chứng hậu gì hết, tôi nói rồi. Mấy giấy tờ bằng lái tôi kiểm tra. Rồi, ok. Rồi, chào anh. Đây nè, tôi chào ông đàng hoàng, ông cứng mặt nhìn tôi coi đây. Thì từ trời ơi, anh kia lấy bằng lái giấy tờ xe mà em luôn. Nói cho anh nghe, phải không? Em không phải phạm tội gì nha. Tôi kiểm tra ông làm cái gì, ông đứng trên xe rồi. Từ từ. Ông đứng giấy tờ, lấy giấy tờ, ông lái kiểm tra thôi. Anh làm gì vậy? Từ từ. Ông làm cái gì tôi hỏi ông. Nhưng mà trước tiên là anh phải đeo cái bản tên vô đi rồi em nói chuyện nha. Lấy giấy tờ bằng lái, nè. Ông lấy tôi mời cũng không phần đó. Rồi, ok. Em đâu có vi phạm gì. Kêu ông phường ra đó, ông đứng với vô đời tôi đây. Anh đâu có giết người gì đâu mà tự nhiên kêu ông phường đây. Nè, cái chú có bác coi con nghe giấy tờ bằng lái luôn nè. Rồi, khỏi. Rồi, ông đi vô quay phim đúng không? Ông muốn làm gì rồi, tôi gọi công an phường ra chơi với ông luôn. Tự nhiên lại xăm lại em lần sau, em đâu có vi phạm gì. Kiểm tra. Đây này giấy tờ em nè, rồi xe em cứng chứng hậu thôi sao đâu. Bảo hiểm xe em đâu. Dạ giấy tờ ông đưa là chú. Bảo hiểm xe của anh đâu. Thì giờ rồi, bảo hiểm xe không? Lấy bảo hiểm xe đây coi. Rồi anh lập biên bản bảo hiểm đi, em đi đóng. Tôi lấy bảo hiểm xe ở đây. Anh làm gì tự nhiên anh bẻ kính hậu em xe em như vậy? Ông lấy bảo hiểm xe tôi coi. Rồi bây giờ anh làm nhân dân ông đâu. Anh lập biên bản bảo hiểm xe đây, chứng minh nhân dân là giờ chưa có quá 10 giờ. Anh đâu có quyền kiểm tra. Chứng minh có chứng minh nhân dân mới lập được cái số minh dân như vậy không lập. Chứng minh nhân dân gì? Anh đi với tờ xe nhưng mà anh đâu có phạm luật gì đâu. Tự nhiên mà anh nói là với cơ quan nha. Mà giờ cũng mờ rồi. Em đâu có. Em đâu có vi phạm cái gì đâu mà tự nhiên mà nè. Có quyền nói chuyện với anh. Thấy không? Ông muốn gì giờ cơ quan làm việc tôi. Đâu cái thẻ tên của anh đâu? Ok, giờ cơ quan. Rồi.